Hiếm có khó tìm. Ngày 27 tháng 8, sự kiện sao thổ lớn nhất và sáng nhất trong gần 30 năm qua sẽ diễn ra. Rất thích hợp để hội cô đơn collab cùng cô hồn ngắm nghía cảnh tượng lãng mạn này. Nếu như bỏ lỡ mưa sao băng thì bạn phải chờ ít lâu mới có thể ngắm được những đợt mưa khác. Tuy nhiên, nếu để lỡ cơ hội nhìn thấy sự đối lập của sao thổ thì có khi bạn phải chờ hết cả thanh xuân. Bởi sự kiện trên xảy ra khi trái đất nằm giữa hành tinh này và mặt trời. Đây là trường hợp hiếm gặp vì sao thổ thường mất 29,4 năm để hoàn thành một quỹ đạo quanh mặt trời. Được biết, hành tinh đeo nhẫn này được dự đoán sớm đạt độ sáng nhất vào ngày 27 tháng 8 năm 2023 khi nó chạm tới đối lập của nó. Theo các chuyên gia, bạn có thể quan sát hành tinh này ở phía đông nam vào lúc 7 giờ tối theo giờ Việt Nam. Sao thổ sẽ ở vị trí gần nhất với trái đất và toàn bộ bề mặt sẽ được chiếu sáng. Đây là thời điểm sao thổ sáng nhất trong năm và sẽ hiện diện trên bầu trời suốt cả đêm. Đây cũng là cơ hội lý tưởng để chúng ta rủ crush chụp ảnh và quan sát sao thổ cùng với những mặt trăng của nó. Tiện thể có thể đá đưa vài ly cà phê, ngồi nói chuyện tâm tình thì cũng hết ý. Tuy nhiên, ai không có crush thì chắc chắn sẽ không cô đơn đâu. Vì trong tháng này, cô hồn sẽ ngồi cùng bạn quan sát cảnh tượng lãng mạn thi vị này.